mình cho con tất cả mọi cái và sự thiêng liêng đó, và mình cảm nhận à nó là con mình rồi, thì đã lắm, nước mắt nó chảy hoài cho hoài luôn, chảy mà không ngừng luôn. Cái cảm giác của em khi mà lần đầu tiên á mà là được bế con của em á, vừa sanh xong cái rồi nè, thì áp vô người mẹ xong cái là đem con của em đi qua bên một cái khu vực khác để mà vệ sinh đồ này nọ, là em chỉ được nhìn rồi xong cái là theo cái cảm quan của em á, là đếm đủ chân tay không, ngón là đủ hết phải không, ok là ok rồi, xong cái giờ mình thương nó làm sao ta, tại vì thực sự là em không có hiểu được cái cảm giác đó luôn anh, thì mọi thứ nó đều quá là mới mẻ, nó bỡ ngỡ tới cái mức độ đó nè. Ủa bây giờ mình thương sao ta, bây giờ mình thương sao ta. Được một thời gian sau đó là em bắt đầu tìm hiểu cái vấn đề là chăm con làm sao, thai tả làm sao, tắm cho nó làm sao, rồi giặt giũ làm sao, là em bắt đầu làm quen với lại những công việc đó. Thì tự nhiên cái tình thương đó, nó bắt đầu nó hiện hữu rõ trước mặt em. Anh với em có một điểm chung là lúc mà mình nhìn con mình đó, nó lạ lẫm lắm kìa. Mình biết là nó con mình á, nhưng mà mình nhìn nó mình thấy kỳ lắm. Mình kiểu không biết sao đó, ta làm đó, nó đứng hình vô là mình không biết mình tiếp nhận nó như thế nào luôn. Đó nó là cái cảm giác đó, đúng rồi đó, đúng không? Đó, chính xác là cảm giác đó. Còn cái lúc mà hồi nãy anh nói là ủa sao nó không giống mình, sao cái mặt mũi nó nhăn nheo, tại vì đơn giản thôi, nó nằm trong cái môi trường nước ối là nước không mà ra, xong cái người nó nhăn nheo từ từ cái nó nở ra, nở ra nhìn mẹ. cái gì không phải từ từ nó ra, xong cái nó giống từ từ cái đúng không? Thường thường á nha, là các ông chồng á, tại vì là mê con quá, muốn gặp con quá, xong cái quên mất tiêu cái sự hiện diện của vợ mình luôn. Anh có quan tâm vợ anh ngay cái lúc đó không? Tại khi mà người phụ nữ sinh ra cái mình cứ nghĩ là không phải là mình cố tình, nhưng mà nghĩ là mình sẽ ưu tiên em bé hơn hoặc là con mình hơn gì đó, tại vì nó nhỏ mà quên bà vợ nó sẽ là một sai lầm rất là lớn luôn. Người phụ nữ là người phải được đầu tiên mình chăm sóc trước. Họ vừa trải qua một cái khoảng thời gian rất là kinh khủng, 9 tháng 10 ngày trải qua một trận sinh nở rất là đau đớn, không biết là cơ thể người ta thay đổi không, nó sau khi được sinh đó, máu thai rồi tất cả những đề kháng nè, tất cả mọi cái yếu hẳn. Bác Cường xin chào đến quý khán giả của chương trình Các Bố Nói Gì. Đầu tiên cảm giác khi mà là vợ mình thông báo là anh có rồi, là hai vạch rồi đó, anh thấy như thế nào? Nói thật nha, mình không biết các ông bố khác như thế nào, nhưng mà đối với mình khi mà vợ mình báo là có con rồi đó, là mình không hề lo lắng không gì hết trơn á. Mà có cảm giác như là đó một cái món quà gì rất là lớn mà ông trời ban cho hai vợ chồng mình đó, mình rất là vui và thoải mái luôn. Thì trong đầu mình bắt đầu đã nhảy số rồi, bắt tính đoán à bây giờ phải làm sao lo cho mẹ nè, làm sao cho bé nè, rồi con sinh ra chăm như thế nào, thì mình lên một kế hoạch rất là dài cho bé luôn. Vậy là anh đã tự lên kế hoạch hết tất cả mọi thứ luôn. Ừ đúng rồi. Là ví dụ như là lên cả kế hoạch là ví dụ là vợ sẽ muốn ăn cái gì nè, hay là vợ sẽ đòi cái gì, là anh lên mạng tìm hiểu là các chị bầu là sẽ muốn ăn gì hay là thích gì luôn đúng không? Rồi chở trứng như thế nào nữa, Trời ơi, tìm hiểu hết luôn kìa, đây là một cuốn bách khoa từ điển. Nghĩa là ngày hôm nay là mình sẽ cần học hỏi anh Cường rất nhiều về vấn đề chăm con ngày hôm nay. À, nhưng mà là trước khi mà chăm con là phải chăm vợ trước cái đã. Đúng rồi. Đúng không? Chị nhà có hay ốm nghén không anh? Thì nói chung là ông trời cũng thương người có lòng lắm. Thì anh đã chuẩn bị tất cả mọi phương án rồi, thì đến khi mà vào thời gian để mà chuẩn bị lo cho mẹ và em bé đó, thì may mắn là vợ của Cường thì cũng không có nghén nhiều. Mà cũng không đòi hỏi ăn uống gì hết trơn. Hay do đó là không có mệt hay là không có những cái lo lắng mình là mấy bà bầu hay bị ngán hay là đổi tính rồi hay bị thường thường hay là các những cái dấu hiệu mà rất là khó chịu của người phụ nữ khi mà lần đi có bầu á. Thì em bán Cường có chuyện đó. Nhưng mà cũng vì chuyện đó mà khiến Cường phải lo hơn nữa, là tại cô không được ăn gì hết trơn á. Cho nên buộc phải lên cái lịch là ăn cái gì, uống cái gì, sao đó cho cổ và nhắc từng chút vậy đó. Thì các bạn lúc đó Cường nhớ là cái thời điểm đó Cường có con là cách đây khoảng 10 năm. Cái thời điểm đó cũng Cường còn trẻ, Cường mới 28 tuổi rồi. Và vợ Cường lúc đó cũng mới 23 tuổi. Cho nên là một cái lứa tuổi rất là trẻ luôn. Cho nên là mình biết là vợ mình có mất bỡ ngỡ trong cách chăm sóc con hay nọ. Cho nên mình làm chồng và làm cha thì mình cố gắng take care thì mình take care.
thì Cường lo hết tất cả mọi cái đó. Trong cái lúc mà là chị sinh nở là anh có bên cạnh chị không? Trong thời gian vợ mang bầu, thậm chí là đi đưa vợ đi sanh và trong quá trình sanh bệnh viện luôn, thì mình lúc nào cũng bên cạnh hết đó. Tức là vợ anh đưa vào sanh thường mà gần 3 tiếng đồng hồ không sanh được. Rất là khó khăn tất cả mọi cái luôn. Thì sau đó mình ra, bác sĩ ra báo là giờ vợ anh hơi bị khó sanh, cho nên không sanh thường được, phải chuyển phòng sinh mổ. Thì lúc đó là nó thật là mồ hôi mẹ, mồ hôi con, mồ chai là đổ hết trơn luôn á. Là rất là lo tất cả mọi cái luôn. Bắt đầu mọi người phải chuyển vợ mình đi qua một phòng mổ. Thì nó có một cái cửa kính, thì thay vì người ta sẽ kéo cái màn lại, thì họ cố tình mở màn ra để mình chứng kiến vợ mình mổ như thế nào. Đó, thì cái mình nhớ đối bác sĩ đó cho mình được cái đặc quyền đó, được một cái lần đó. Khi mà là chứng kiến cái quá trình sinh mổ của vợ mình á, anh thấy như thế nào? Lần đầu mà vợ vô phòng phòng sinh thường á thì mình không được vô, nhưng mà mình nhìn cái số thời gian trôi qua gần 3 tiếng đồng hồ là mình có thể cảm nhận được là vợ mình đau như thế nào trong cái thời gian đó. Cho nên là mình cũng phản ứng hơi mạnh sau khi mà bác sĩ chuyển phòng mổ mình sinh vào. Nhưng mà may mắn lúc đó thì bác sĩ hiểu là cái phản ứng mình là nó xuất phát từ sự lo lắng và yêu thương thôi, chứ không có gì là quá hết. Cho nên người ta mới cho mình đứng coi qua kính ở phòng mổ. Thì mình coi phòng mổ thì mình thấy cũng sót lắm, tại bút dao lên gặp. Xong rồi đem con ra cắt tất cả mọi cái, nhìn thấy hết á, thấy thương vợ. Nói chung thương vợ là một câu chuyện thôi, mà mình nghĩ những người phụ nữ khác như vậy rất là đau. Rất là chịu đau. Lần đầu tiên khi mà là anh được bế bé trên tay, sao anh? Cái cảm giác này là một cảm giác mà chắc là mình không bao giờ quên giác đó luôn. Nó lạ lẫm lắm kìa. Khoảnh khắc mà họ bước ra, họ đưa đứa con cho mình á, họ đưa vậy nè, là tự nhiên mình đứng hình luôn. Không biết xử lý làm sao anh? Không biết xử lý làm sao hết. Mà giống như là cái cảm giác đó, nhưng mà nếu mà trong phim mà có cái máy mà gọi là kỹ xảo điện ảnh này, gọi là làm thời gian ngưng lại được. Slow motion đó. Thời gian ngưng lại là mình tưởng tượng là khoảnh khắc đó luôn. Tức là tất cả mọi nó đứng hình hết trời đó luôn. Mình nhìn nó một cái sinh mạng được ra đời, rất là lạ lẫm, nhưng mà là máu mủ của mình. Mình không tưởng tượng cảm giác đó. Mình bế không dám bế luôn, giờ không biết bế làm sao luôn. Không biết bế làm sao chứ, nó cầm một cái luôn. Cứ đưa tay ra và không dám cầm. Cô bác sĩ đó cũng cầm và cười, nói là con của em á, em bồng con em đi. Là mình cũng có đưa từ qua này, là bồng lên. Mình bồng xong một hồi mà cứ nó rung này, cái mình nhìn nó chả giống mình tí nào hết đó. Mình cũng không giống mẹ luôn. Thì mới sinh ra mặt nó nhầu mà nó kỳ lắm kìa, nó lạ lắm. Xong cái mình nhìn nó một hồi cái bắt đầu. Lúc đầu cái tình cha con tất cả mọi cái và sự thiêng liêng đó, và mình cảm nhận nó là con mình rồi. Thì đã lắm, nước mắt nó chảy hoài luôn, chảy mà không ngừng luôn. Cái cảm giác của em khi mà lần đầu tiên á mà là được bế con của em á, vừa sanh xong cái rồi nè, thì áp vô người mẹ xong cái là đem con của em đi qua bên một cái khu vực khác để mà vệ sinh đồ này nọ, là em chỉ được nhìn rồi xong cái là theo cái cảm quan của em á, là đếm đủ chân tay không, ngón là đủ hết phải không, ok là ok rồi. Xong cái giờ mình thương nó làm sao ta, tại vì thực sự là em không có hiểu được cái cảm giác đó luôn anh, thì mọi thứ nó đều quá là mới mẻ, nó bỡ ngỡ tới cái mức độ đó nè. Ủa bây giờ mình thương sao ta, bây giờ mình thương sao ta. Được một thời gian sau đó là em bắt đầu tìm hiểu cái vấn đề là chăm con sao, thai tả làm sao, tắm cho nó làm sao, rồi giặt giũ sao, là em bắt đầu làm quen với lại những công việc đó. Thì tự nhiên cái tình thương đó, nó bắt đầu nó hiện hữu rõ trước mặt em. Anh với em có một điểm chung là lúc mà mình nhìn con mình nó lạ lẫm lắm kìa. Mình biết là nó con mình á, nhưng mà mình nhìn nó mình thấy kỳ lắm. Mình không biết sao nó làm đó, nó đứng hình vô là mình không biết mình tiếp nhận nó như thế nào luôn. Đó nó là cái cảm giác đó, đúng rồi đó, đúng không? Đó chính xác là cảm giác đó. Còn cái lúc mà hồi nãy anh nói là ủa sao nó không giống mình, sao cái mặt mũi nó nhăn nheo, tại vì đơn giản thôi, nó nằm trong cái môi trường nước ối, là nước không mà ra, xong cái người nó nhăn nheo từ nó nở ra nhìn mẹ. Cái gì phải từ từ nó ra, xong cái nó giống từ từ cái, đúng không? Thường thường á nha, là các ông chồng á, tại vì là mê con quá, muốn gặp con quá,
xong cái quên mất tiêu cái sự hiện diện của vợ mình luôn. Anh có quan tâm vợ anh ngay cái lúc đó không? Tại khi mà người phụ nữ sinh ra cái mình cứ nghĩ là không phải là mình cố tình, nhưng mà nghĩ là mình sẽ ưu tiên em bé hơn hoặc là con mình hơn gì đó, tại vì nó nhỏ mà quên về vợ nó sẽ là một sai lầm rất là lớn luôn. Người phụ nữ là người phải được đầu tiên mình chăm sóc trước. Họ vừa trải qua một cái khoảng thời gian rất là kinh khủng, 9 tháng 10 ngày trải qua một trận sinh nở rất là đau đớn, không biết là cơ thể người ta thay đổi không, nó sau khi được sinh đó, máu thai rồi tất cả những đề kháng nè, tất cả mọi cái yếu hẳn luôn, yếu ghê lắm, mất sức ghê lắm. Thì mình nên là quan tâm vợ mình nhiều hơn một chút. Cái vấn đề mà là chăm sóc vợ con mà là sau sinh á, thì tất nhiên là mỗi nhà là mỗi cảnh khác nhau. Chăm sóc vợ sau sinh với lại con á, khi mà còn nhỏ, đối với anh thì là nó có khó khăn không? Bây giờ thời gian ra bà dạy vợ giờ nào, ông dạy vợ giờ nào, đó, rồi thằng em vợ rảnh giờ nào, rồi mình đi làm giờ nào, rồi ngồi nốt lịch hết mà tính. Thì đương nhiên phần cực nhất là mình phải làm rồi. Rồi ngày 24 tiếng mình phải chiếm hết là 16 tiếng à, 8 tiếng còn lại là nhờ trợ giúp. Mà 8 tiếng còn lại là 8 tiếng mình đi làm chứ còn mình không được nghỉ nữa. Sau đó sức khỏe mà vợ mình cũng không được tốt lắm, đâm ra cũng hay bệnh đó. Đâm ra là cũng phải lo cho cổ nữa. Lo cổ nhiều hơn nữa. Trong cái quá trình mà là mình nuôi dạy con á, là giữa hai anh chị là sẽ bàn luận với nhau trước là sẽ là nuôi dạy con như thế nào, là giờ giấc nào là anh sẽ bên cạnh con, rồi giờ giấc nào là em sẽ bên cạnh con, và giờ nào cả gia đình chúng ta sẽ cùng ngồi với nhau, là anh có phân chia rõ ràng cái trách nhiệm cho từng người không? Lúc đó thì tụi mình chưa có rõ ràng vậy đâu, thì mọi cái nó cũng còn mới mẻ lắm, dù mình cũng đã cố gắng tìm hiểu sách giáo khoa, tìm hiểu trước những người đi trước cái nọ, nhưng mà đó cũng là lý thuyết à. Như em đó là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mà nó không giống ai hết trơn, không có bài học nào giống bài học nào hết trơn á, là mọi cái đều mới toanh và đều phải ứng xử hết trơn á, cho nên là hai chồng gây lộn hoài. Nhưng mà có lần nào hai anh chị bất đồng quan điểm tới cái mức độ mà có thể xảy ra đổ vỡ không, có bao giờ không? Có thể chứ, nó là đơn giản những chuyện mà rất nhiều chuyện, tại vì khi mà người phụ nữ mới sanh xong thì họ sẽ có những cái thay đổi về tâm sinh lý rất nhiều thứ. Rồi những người bố lần đầu tiên có con thì áp lực về tài chính, về gia đình tự nhiên giờ nó khác hẳn lắm. Nó khác hẳn rất nhiều thứ, đúng không? Ai cũng có nỗi lo và ai cũng có những cái gánh nặng riêng hết trơn á. Thì nếu trong những thời điểm mà hai vợ chồng không control được thì sẽ rất dễ dẫn đến cái tình trạng là hôn nhân đổ vỡ. Và nó đã được chứng minh rất là nhiều trong các cặp vợ chồng trẻ. Vậy thì là theo ý kiến cá nhân của anh luôn á nha, đối với lại các bạn trẻ hoặc là các cặp mà là đang ở lứa tuổi còn khá trẻ thì nên sống chung với nhau một khoảng thời gian trước, rồi sau đó là mình sẽ tiến tới hôn nhân, hay là tới đâu tới, trời cho thì lấy, rồi sau đó là cái gì đó là mình tính sao? Cái đó tùy quan điểm mỗi người nữa. Đúng rồi. Tùy quan điểm mỗi người nữa. Với anh á, như anh á thì hai cách của em cách nào cũng có cách hay của nó hết trơn á. Đó, nhưng mà quan trọng là mỗi cách đều có một cái lợi và cái hậu quả để lại, thì quan trọng bạn có giải quyết được nếu hậu quả sẽ đến hay không. Vậy quan điểm của Tân sao? Thì đó, Tân giống như anh Cường đó, cái gì nó cũng vậy, dân cái gì cũng có nguyên nhân hết trơn á. Nhiều khi cặp này họ muốn vậy, họ chấp nhận cái như thế là mình sẽ khoan kết hôn á, khi nào mình có con lại rồi mình hãy tính vấn đề đó. Thì nó chuyện nghĩ của mỗi người thì cái đó nó an toàn hơn, thì nhiều khi lúc đó thì làm cho hai người ta thương hơn nữa, yêu hơn nữa là sao, đúng không? Mỗi cách một cái đúng nhau khác nhau thôi. Khi mà là giữa hai vợ chồng mà là có mâu thuẫn á, thì cái cách giải quyết mà là theo anh thấy là nó trọn vẹn nhất đối với riêng bản thân mình á, là cách nào? Nó tùy trường hợp đó chứ, mới có trường hợp cụ thể được. Phải có trường hợp cụ thể mình mới có hướng giải quyết cụ thể được. Chứ còn nếu mình nói một cái gì đó là bằng cái chung chung, nhiều lúc mình lấy cái phương pháp này nó không đúng cái trường hợp này, nó cũng không được. Tùy trường hợp và tùy gia đình nữa. Đúng rồi. Đúng không? Tùy gia đình, nhiều khi gia đình người ta giống như là không muốn những điều xảy ra. Mà sao nó có phải kinh nghiệm dữ vậy? Con đang được gần 2 tháng. Kinh nghiệm quá trời luôn hả? Người ta đang muốn. Ủa sao không mời là khách mời đi? Hả? Không mời là khách mời đi. Chưa đủ lớn, chưa đủ nhiều thứ để mà làm mình trải nghiệm thì đó, em ngồi ở đây để mà mọi từ anh rồi mốt anh nhảy qua bên kia được. Giờ hỏi nha. Bạn nha, có bao giờ mà là hai vợ chồng á tranh cãi rồi khó chịu với nhau không, mà bạn giải quyết như thế nào? Bình thường cái vấn đề mà vợ chồng mà tranh cãi là chuyện cơm bữa hàng ngày. Mỗi lần mình tranh cãi một cái gì đó là mình sẽ bỏ đi. Đi đâu? Bỏ ra ngoài. Giống như trong phòng á, mình bỏ ra ngoài một chút để chi cho lát mình bình tĩnh làm cho nó chuyện tiếp. Nhưng mà ngặt cái vợ không cho ra. Anh phải ngồi đây cho tôi. Mình tức quá nào thôi. Cho anh ra ngoài chút xíu đi, 3 phút sau anh vô. Không.
ngồi đây không đi đâu hết. Thôi mà cho ra ngoài chút xíu đi toilet một cái rồi vô nói chuyện tiếp. Không là không. Cuối cùng có nghe là vợ ngồi đó cho vợ nó lát 3 phút sau mới được đi. Đẹp luôn được phải không? Được. Nói chung là chịu đựng được hết. Vì con, vì con vợ, vì vợ, vì gia đình. Anh, đối với lại những đứa trẻ đó, hiện tại giờ con em cũng gần 2 tuổi, nó đang trong cái quá trình mà là nó bị khủng hoảng tuổi lên 2, lên 3 đó. Anh ơi, giờ con anh biết là hai đứa nó sẽ khác nhau phải không? Là con em là con anh là nó sẽ khác nhau, nhưng mà nó còn cái cột mốc nào để mà là em phải gọi là chuẩn bị tinh thần trước không anh? Chứ bây giờ 2 tuổi là em thấy nó bắt đầu là nó đòi, nó khóc, nó làm khó chịu lắm kìa. Trở lại con nó ban đầu, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cây. Bây giờ sẽ là một món quà dành tặng cho anh Cường. Xin chào chương trình Các Con Nói Gì. Chào ba của Kem. Thì hôm nay em có dịp em được nói về cái phóng sự này, thì em chia sẻ chút ít về cái chuyện ngày xưa của tụi mình. Thì cái thời gian qua thì em cũng rất là may mắn, thì vì em trong cái giai đoạn mà em có thai thì em không có được khỏe người ta, thì em may mắn ở đây là em gặp được anh. Anh là một người cha, một người chồng rất là tâm lý. Ăn uống rồi sức khỏe như thế nào anh đều gọi điện về hỏi thăm em hết. Trong thời gian đó thì mặc dù rất là mệt, cái gì em cũng mệt hết, nhưng mà bù lại mọi thứ anh quan tâm tới em. Khi em sanh và khi em có thai như thế nào thì tới bây giờ em vẫn rất là nhớ. Hình như là bé Kem 1 tuổi là đã chia tay rồi, nhưng mà mình cứ cố gắng mọi thứ kéo dài cũng đã được 2 tuổi chứ cũng sớm. Thì ai cũng như vậy thôi, mới đầu chia tay thì mình cảm giác mình buồn lắm. Mình buồn mà mình cũng còn muốn cố gắng nhiều thứ lắm. Nhưng mà biết sao giờ cái duyên của mình là hình như là nó đến quá thôi. Cho nên là mình cũng thôi mình buông tay. Bây giờ mình chỉ nghĩ cho con thôi. Nghĩ sao là hai đứa tiếp tục cố gắng mà để cho con nó tốt, là cái đó là điều quan trọng rồi. Còn ngoài ra thì mất duyên thì thôi, mình nhìn lại. Như vậy nhớ nó còn vui hơn, làm bạn nó vui hơn, mình thì mình yêu nữa. Yêu nó bị nó khi mình yêu nó có sự khác biệt nhiều lắm, mà khi mà làm bạn thì nó lại khác nhau. Đến khi mà đôi bên lập gia đình mới thì mình mới thấy là mình mới trở lại bình thường được. Mà cái đó là hầu như là do chị thôi, chứ anh Cường thì lúc nào anh cũng là người sống phóng khoáng, sống vui vẻ, sống tự nhiên á. Chị là chị cảm thấy ngại thôi. Nó ngại ở cái vấn đề là hình như là anh Cường anh cũng đã có gia đình mới rồi, chị là như sau anh Cường hay sao chị không, cái đó chị không rõ. Cho nên là mỗi khi mà đưa đón bé Ken á, thì cuối tuần hồi xưa là bé Ken ở với ba, thì cứ cuối tuần á là bé Ken về chị, thì chị ngại cái vấn đề là tới nhà đưa đón thì mình chạm mặt nhau, mình ngại giữa đôi bên như vậy thôi. Không có cái chương trình này em cũng cảm ơn anh. Thế bây giờ cho dù chúng ta là không còn đi tiếp con đường của hôn nhân nữa, nhưng mà em lúc nào cũng cảm ơn anh đã yêu thương con và luôn nghĩ cho em. Mong là cái mối quan hệ của mình nó như vậy hoài, lúc nào cũng vui vẻ. Thì anh cũng có nhiều sức khỏe và công việc cũng ngày càng tốt hơn, để lúc nào là cũng yêu thương con của mình. Thì em cũng cảm ơn anh là trong thời gian qua là lúc nào cũng thương con. Và mặc dù là mình không còn ở với nhau nữa, nhưng mà lúc nào anh cũng nghĩ và quan tâm đến gia đình của em và em. Cảm ơn anh vì đã có. Cảm ơn. Em lại hiểu thêm về câu chuyện của anh. Em lúc nào cũng cố gắng nhìn ở một cái hướng tích cực của tất cả mọi chuyện. Cái điều tích cực ở đây em nhìn thấy là dù có đổ vỡ, nhưng mà ít nhất là cả anh và cả chị vẫn có một mục đích. Đó chính là lo lắng cho con, là lo lắng cho Ken. Thì bây giờ dù biết là tất cả chúng ta là đều đã có gia đình mới rồi, nhưng mà là không phải bởi vì chúng ta có gia đình mới mà chúng ta lại quên đi những cái trách nhiệm mà là vốn dĩ nó thuộc về bản thân mình. Có bao giờ là anh cảm thấy là Ken nó sẽ bị thiếu thốn một vài điều gì đó không? Với tim từ ba thì cũng như là mẹ của Ken nó chia sẻ đó, thì mình được cái tính như đó là khi mà có một vấn đề xảy ra
là mình sẽ tính tới 10 bước. Và mình sẽ làm tất cả bằng mọi cách để mà đảm bảo những cái bước đó mà cho cái sự cố đó nó xảy ra. Ví dụ khi mà mình biết là mình và mẹ Ken sẽ không sống chung với nhau nữa, thì cái điều thứ hai mình làm được nó giống như mẹ của Ken chia sẻ đó, tức là mình hóa tất cả những cái nỗi buồn của quá khứ thành những cái kỷ niệm đẹp, những cái gì vui và những cái gì nói chung là tích cực nhất, để mà kéo cái mối quan hệ nó ổn định trở lại và tốt nhất cho thằng Ken. Thì sau này Ken nói một câu mà thấy rất là hay luôn, thì Ken nói bây giờ là con có tới 2 ba và 2 mẹ là. Ken nói được câu đó là điều anh thấy là anh rất là vui luôn. Bây giờ là mình chuyển qua tới một phần đi ha, là vợ tôi vô số tội, là mình nói tới cái cuộc sống hiện tại của anh. Anh có cần than phiền về vợ mình cái điều gì không? Thường thường là các ông hay than phiền vợ mình là hay lèm bèm nè, lèm bèm trầm trầm đó, nhắc hoài cứ một chuyện cứ dạy hoài đó, kiểu vậy. Thì là vợ anh ở nhà thì có hay dạy không, hay là có những cá tính khác mà anh thấy ôi trời khó chịu thế, khó chịu quá? Nếu anh nói với em là vợ anh là bác sĩ, em sẽ suy nghĩ nhiều một người bác sĩ. Khỏi cần sửa gì luôn. Khỏi cần sửa gì luôn. Bây giờ là chỉ phải quay ngược lại là ê, tôi nghĩ là anh cần sửa đó. Đó, ngày hút bao nhiêu thuốc nè, ngày uống được mấy ly bia nè, ngủ mấy giờ dậy, thức mấy giờ nè, đó. Nói vậy thôi chứ cũng có tật xấu lắm, nhiều tật xấu lắm. Nó vui thôi. Cô có một cái tật mà mình nghĩ là mắc cười lắm. Ngày nào cũng leo cân. Cân. Sợ mập không? Sợ mập. Lúc nào cũng than phiền mập. Rồi anh không giấu cái cân đi. Bà mua 3 cân rồi. Mỗi lần 1 cái cân. Giấu cái này còn khác. Mà hai cái chỗ nè, là ăn hoài à. Ăn không ngừng. Đi làm thôi chứ về tới nhà là ngồi ăn suốt. Ăn từ tối cho đến lúc đi ngủ luôn. Mà sáng mai cân. Ủa sao không được giảm như nào chứ? Không giảm như nào. Ăn mà rồi giảm hả anh? Em thấy cái này nó đáng yêu mà nhờ. Thì đó đáng yêu mà. Đồ trời vợ ai đáng yêu, vợ mình đáng yêu lắm trời. Đúng không? Vợ anh cực kỳ đáng yêu luôn. Yêu lắm. Còn gì nữa không anh? Thôi em ơi, anh còn về nhà nữa mới. Hãy để cho anh Cường yên ổn. Anh tự thấy bản thân mình cần thay đổi được gì không? Mình có tật xấu là không biết là Tân có giống anh không, thế là như hồi đa số như anh em làm nghề mình là hay bị hút thuốc á. Hút thuốc nhiều quá. Đó. Em không giống anh. Em không biết hút thuốc. Em không giống anh. Em không biết hút thuốc. Wow. Trời. Nó nhậu. Nó nhậu hả? Bù qua sức lợi anh. Thì đó, anh còn mỗi cái tật là hút thuốc hơi nhiều thôi. Thì cũng đang cố gắng hạn chế lại để mà giảm bớt. Có chơi gì không? Cũng có chơi bóng đá nè. Chơi bóng đá. Chơi điện tử, chơi game đâu anh? Có chơi PlayStation nè. Đa số là nhau được chơi. Ồ thì đỡ quá. Có 50 độ xe gì không anh? Nhắc bự nhớ. Chắc có luôn đúng không? Rồi bà vợ anh cầm rạm dùng xe hoài luôn. Thấy nhớ tôi. Nhớ trời ơi. Mua xe hả toàn gửi nhà bạn không, không dám đem về nhà luôn á. Một tháng đi mình nhà một ngày đó, bạn mới cho mượn xe chạy. Nó bạn mà tốt cho xe mượn chạy hoài vậy. Mỗi lần mà mình gặp anh Cường là mỗi lần anh Cường chạy xe khác nha. Ô tô khác là hoài nha. Ơi, đó, đó là lý do. Bạn cho mượn. Đó là lý do tại sao mà mình hỏi. Bạn cho mượn. Nè nha, chưa tính tới nha, tại vì là bản thân mình nghệ sĩ mà. Đúng không? Lên Facebook rồi các trang mạng xã hội đồ thì không thể nào tránh khỏi những cái vấn đề như là thả thính đồ này nọ kia. Ví dụ mình thả là một chuyện khác nha, mà mình được thả thì lại là một cái chuyện khác nữa. Anh đã được thả chưa? Ngày nào cũng được hết trơn. Mà vợ thả mà. Hên ê. Xem chút hiểu lầm. Có bao giờ anh đi thả thính không? Có, thì thả suốt luôn á. Mình thả vợ anh. Đúng rồi. Hồi nãy tới giờ á thì chúng ta cũng đã khai thác được rất là nhiều câu chuyện đến từ anh Cường rồi, cũng như là hiểu rõ hơn được cuộc sống hiện tại của anh. Nếu như mà là có một vài lời á, anh gửi đến cho Ken cũng như là cho cuộc sống hiện tại của anh là vợ mình đang chung sống bây giờ nè, anh cũng muốn gửi điều gì cho họ không? Mình nghĩ đây là một cái lời gửi chung của tất cả những người đàn ông giống như em mình vậy đó. Điều vẫn mong muốn là sức khỏe con và gia đình và hạnh phúc. Đó là điều chúng ta luôn hướng tới.